Chào các bạn nha, mình tiếp tục quay video cho các bạn coi. Bữa nay là ngày thứ 11 rồi nha các bạn. Coi ngày thứ 11 thì trứng chim hôm nay nó có những gì nha. Bắt đầu hôm qua mình mới xúc một lứa được một ít rồi, vậy chập vài ngày nữa thì sắp tiếp. Cũng như cái chập này thì là cỡ một ngày hai ngày nữa là mình là lái xuống bắt rồi. Này là một hai ngày nữa là lái bắt rồi nè, đây cũng vậy nè, một hai ngày là lái xuống bắt. Đông người lớn hùng lắm, cũng không nó ăn chịu không nổi, ăn dữ lắm các bạn. Ghép nè, nở ba nè, nở hai nè, đấy nó hấp dẫn không, thấy nằm nó dễ thương không các bạn. Thấy mẹ nó xú cho ăn mà dìu, sữa diều đấy mà mập u nu rồi nè, cái diều nè kinh khủng không. Này của nó mới nở trứng, còn này hơi mỏ nè, mình về lỗ tai vừa mình nghe nó cắn vỏ rụt của nó luôn nha các bạn. Đấy, mới nở mà cũng no, nó mẹ nó cho ăn mình no. Thường nó nở, nó ấp nở nó sẽ na cái vỏ trứng đi, nó bỏ ra ngoài nha các bạn. Rồi quay lại chủ đề chính, tiếp tục ngày thứ 11, quay lại chủ đề ngày thứ 11. Đây vẫn là cặp trứng đó, đây, vẫn là chỗ cũ, đem qua đây cho nó tối một xíu dễ thấy hơn. Ngày thứ 11 các bạn đoán xem nó như thế nào nha. Sáng quá, không có bật lát đâu, tắt đèn lại thì thấy được chứ. Đấy, thứ 11 có trứng này, đấy, bạn thấy lưng không? Nó không còn lỏng nữa, bình thường mấy ngày trước mình lát là nó sẽ lỏng có như nước nha các bạn. Bây giờ lát nó không còn nghe sụp sịch nữa nha. Trứng nó bắt đầu nó đặt rồi. Đó. Nó lần trứng xuống rồi đó. Nè nó lần xuống rồi. À. Rất là rõ. Đấy. Lần trứng nó lần xạ. Trứng bắt đầu lưng xa rồi các bạn. Tay một cầm, một tay một quay cho nó rõ. Đấy. Trứng nó lưng xa lắm rồi. Con thêm rồi. Đấy, nó lưng. Nó chia một cái vạch. Đấy. Có vật đó rồi. Nó hơi sáng, không thấy rõ được. Mình nhìn nó bình thường thì mình thấy được nhưng mà đây, đó, bạn thấy chưa? Lưng sáng các bạn. Mình rọi bên hông là mình với dần bình thường thực tế mình giờ mình rọi bên hông mình sẽ thấy rất là rõ nha. Mình lấy cái đèn mình rọi bên hông mình sẽ thấy rất là rõ, nhưng mà nhiều khi quay lên điện thoại thì mình nhìn nó khác hơn một xíu. Đoạn qua thực tế mình sẽ quay rất là rõ nha các bạn. Trứng nào cũng được, lần xa ha.
nó lưng mình không có còn lỏng nữa, nó không có còn nước nữa nha. Giờ là nó sẽ đặt rồi, thằng con như mình lắc không có nghe sụp sịch nữa. Chứ bình thường là mình lắc là sẽ nghe sụp sịch nha, còn bữa nay thì nó lưng nó đặt con thì mình càng con nó càng ngày nó càng to đấy, nên là mình lắc không còn nghe nữa đấy. Khoảng nếu mà như trứng vịt, người ta kêu trứng vịt lộn thì đây thêm khoảng 3 ngày nữa thì sẽ là trứng vịt lộn, nó sẽ là trứng chim lộn, trứng chim bồ câu lộn. Đấy, và cả 3 ngày nữa là nếu mà đem luộc là sẽ thành trứng chim bồ câu lộn. Nhưng mà một cái trứng chim mà luộc bây giờ bán trứng bồ câu mà bán 10.000 trứng cũng không, cũng lỗ các bạn. Nên đẹp tới giai đoạn này là bán nó còn mắc hơn cả trứng vịt lộn nữa các bạn. Đấy. Lưng rất là xa. Đấy. Nhìn đoạn mình đã tổng phẩm luôn nè. Chỗ này là nó không còn nước rồi thấy không? Tổng phẩm chỗ này là nhìn thấy trắng trong đấy. Đấy. Còn nó là cái nó bao bọc với một cái màng. Nè. Con nằm trong đó. Video hôm nay đến đây là kết thúc nha các bạn, kết thúc ngày thứ 11. Đấy, đem qua bỏ vào trong cái rổ cũ của nó, thấy mình đi là nó lại bay vô nó nằm, tuy là không có trứng, tuy là không có trứng trong ổ nhưng mà nó vẫn nằm bình thường như vậy. Đấy, mình lại để ở đó thì xíu nữa nó sẽ bay về nấm. Đấy, đây khi có một cái trứng nó sẽ bỏ trong bề chui đó. Mình quay cho các bạn coi. Trứng này là nó mới còn, nó đang chui ra đây. Nhưng tập này thì vài ngày nữa đây không có trứng. Trứng này trứng này đang khởi mỏ nữa các bạn. Đấy, nó nứt nứt này, trứng này nè. Đấy, con còn thấy không? Đó, đang nó trắng khoảng cỡ một xíu nữa là nó sẽ rút ra bên ngoài luôn. Đấy. Đấy, trứng. Trứng này cũng vậy đó các bạn. À, thấy chưa? Đấy, mình vô nên con mẹ nó bay ra đó. Rồi. Bây giờ